một số kỹ năng về cái việc mà mua bán, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, là mình phải xác định có đường đi hay là không có đường đi. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà, liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Chào tất cả mọi người, chúng ta lại quay lại với kênh tư vấn pháp luật Mai Tiến Luật. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một số kỹ năng về cái việc mà mua bán, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, là mình phải xác định có đường đi hay là không có đường đi. Đấy, thì cái chủ đề này tôi thấy cũng là một trong những chủ đề rất là quan trọng. Thì trong thời gian vừa qua thì đối với văn phòng của tôi á, là nhận rất là nhiều cái vụ việc mà liên quan đến tranh chấp đường đi về coi như là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà có gắn đường đi hay là không có gắn đường đi. Đấy, thì đại đa số coi như là chúng ta hiện nay coi như vẫn coi như chưa hiểu được là cái đất và nhà mình mua là có đường đi hay là không. Đó, thì có những trường hợp như thế này. Đấy, tôi giải tôi ví dụ đây là một cái giấy chứng nhận, đúng không ạ? Giấy chứng nhận này là có một cái thửa đất. Thửa đất này á, là không thể hiện đường đi ở trên thửa đất, đúng không ạ? Đó, và nó bị bao bọc, bao vây đó bởi những cái thửa đất của người khác, đúng không ạ? Rồi, thì trường hợp này nếu ai mua quyền sử dụng đất mà có cái hiện trạng như vậy thì coi như thửa đất này là không có đường đi. Trên thực tế là trên mặt pháp lý là không có đường đi. Đấy. Rồi, tôi lại cho mọi người xem lại thêm một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác, đúng không ạ? Thì trên cái giấy chứng nhận này nó đã thể hiện đường đi rất cụ thể. Đấy, rất cụ thể, đúng không ạ? Đường này đường lớn, đường này đường hẹp, đúng không ạ? Rồi, đấy, thì mọi người cũng nhìn thấy rất là kỹ, đúng không ạ? Hai cái thửa đất này nó có khác biệt nhau. Đấy. Thì có ngày hôm nay á, thì có một cái khách hàng của tôi có tới văn phòng thì mới tư vấn về cái việc là coi như là anh ta là mua một căn nhà. Đấy, và khi mua thì anh ta lại không để ý trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thể hiện đường hay không, mà anh nhìn trên thực tế là có một con đường. Đó, con đường đi là 4 mét, đúng không ạ? Đấy, thì trong quá trình mua bán sang tên xong và khi dọn về coi như là để ở, thì trong quá trình coi như là ở trong căn nhà và đi lại trên cái con đường mà coi như là mình cho rằng đấy là con đường đi chung, thì có một người là ở hàng xóm cho rằng là cái người này đang đi trên đất của người ta và yêu cầu người này phải bỏ ra một số tiền để mua lại con đường này nếu mà muốn đi trên con đường này. Đó, và lúc đó là anh ta rất là hoang mang. Đấy, không biết là cái sự việc nó như thế nào. Là anh ta cho rằng là mình mua nhà và nó có cái đường đi cụ thể, và bây giờ lại có người cho rằng là coi như mình đang đi trên đất của người ta. Như vậy á thì coi như là không biết như thế nào. Thì sau khi tôi tư vấn, tôi xem tính pháp lý của coi như các cái giấy tờ của anh, thì coi như là anh ta là có một cái sổ đất như thế này và không có thể hiện đường đi. Đó, và trên thực tế thì có một con đường đi người ta chừa ra đó cho cả anh em trong xung quanh của cái thửa đất này đi. Đấy, nghĩa là trước đây á, trước đây xung quanh này á là đất là của bố mẹ của những cái người này, coi như là tách, hiểu không? Tách tặng cho con của người ta, và bố mẹ có chưa một con đường đi. Đấy, con đường đi để cho các anh em coi như đi với nhau. Nhưng mà bây giờ á, thì một trong số anh em đó đã bán một căn nhà này lại cho cái người ngoài, và coi như cả anh em cho rằng là nếu trong trường hợp người này muốn đi qua cái đất này thì phải mua con đường này.
Đấy. Thì Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Theo cái quy định của pháp luật trong trường hợp này là mọi người phải chú ý. Đấy. Thì căn cứ vào coi như là điều 254 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định là trong trường hợp mà thửa đất của mình bị bao bọc bao vây đấy bởi các cái bất động sản liên kề phía trước mà mình không có đường đi, đúng không ạ? Thì mình coi như là có quyền yêu cầu một trong các coi như là bất động sản liên kề phía trước mà phù hợp thuận tiện để mình chủ một con đường đi từ coi như bất động sản của mình đi ra đường lộ đấy. Và trong trường hợp này mình có thể là tự thỏa thuận giá với cái việc mà tương đối để đảm bảo cái lối đi thuận tiện từ cái căn nhà của mình ra đường lộ với cái bất động sản, nghĩa là chủ bất động sản liên kề phía trước. Nếu trong trường hợp mà các bên không thỏa thuận được về giá cả hoặc là diện tích coi như là để mở làm đường đi thì chúng ta có thể khởi kiện tới tòa án nhân dân mà nơi có tòa lạc của cái thửa đất này để tòa án coi như là giải quyết xem xét cho yêu cầu của mình. Đấy. Thì đối với trong trường hợp này chúng ta có cái quyền là yêu cầu mở một cái lối đi mà nó phù hợp để đảm bảo thuận tiện cho chúng ta đi từ căn nhà của chúng ta ra đường lộ. Đấy, mà tránh cái vấn đề là gây ảnh hưởng coi như là cho các cái bất động sản cho mọi người xung quanh. Nghĩa là không thực hiện cái việc là mình muốn yêu cầu coi như là mở con đường bao nhiêu cũng được mà nó phải là phù hợp và tránh ảnh hưởng ít nhất về cái quyền của bất động sản, nghĩa là cái của những cái người phía trước mà mình yêu cầu là nó phải phù hợp, đúng không ạ? Đấy, cái lối đi nào hợp lý nhất. Đấy, ví dụ như trường hợp căn nhà của mình là trước căn nhà của mình có một cái coi như là lối đi và lối đi đó là nằm trên đất của người ta thì mình có thể là yêu cầu mở một cái lối đi đó để mình đi ra đường lớn. Và cái lối đi đó trong trường hợp nếu mình đi một mình thì mình phải bỏ tiền ra, nghĩa là mình phải thương lượng hoặc là yêu cầu tòa án xác định một cái mức là phù hợp, có thể là tòa án định giá với một cái mức phù hợp để mình sử dụng làm con đường đi cho mình. Còn trong trường hợp mọi người phải chú ý trường hợp thứ hai á, ở đây tôi có thể vẽ ra một cái mô hình. Đấy, tôi ví dụ như trường hợp ở đây là có nhiều cái thửa đất, đúng không ạ? Nhiều thửa đất này, đây là cái con đường này là từ trưa thôi trên đất của người ta, đúng không ạ? Đấy, nếu trong trường hợp nhiều người đi thì nhiều người này nếu mà coi như không có đường đi như coi như là cái giấy chứng nhận này, đúng không ạ? Thì mình phải coi như cùng nhau, đúng không ạ? Bỏ một cái số tiền ra để mà mua con đường này. Đấy, thì nghĩa là nếu trong trường hợp cái giá con đường này là 1 tỷ thì những người này sẽ coi như chia ra những cái phần bằng nhau để mà mua lại con đường để mà sử dụng làm con đường đi từ cái đất của mình ra cái đường lộ, đúng không ạ? Rồi. Thì trong trường hợp này á là mọi người phải chú ý là khi mà đi mua đất là mình phải biết được là đất nào là có con đường đi trên thực tế và đất nào không có con đường đi trên thực tế để tránh những cái vấn đề mà phát sinh tranh chấp. Đấy. Thì qua cái nội dung mà tôi tư vấn như vậy để mọi người có được cái kinh nghiệm là biết là thửa đất nào là có coi như là đường đi trên thực tế và thửa đất nào không có đường đi trên thực tế. Nếu trong trường hợp mà thửa đất này mà mình biết là không có đường đi trên thực tế mà mình vẫn muốn mua cái thửa đất này thì mình phải yêu cầu cái chủ bán cho mình là phải cam kết là có đường đi và xác nhận là của cái người mà coi như là chưa cái đường đi đó, là phải cam kết là được đi và không trả tiền hoặc là có cái sự thỏa thuận của các bên đấy để tránh cái thiệt hại cho mình khi mà mình mua vào một cái bất động sản, một cái nhà, một cái đất mà không có đường đi ra. Đấy, thì rất là ảnh hưởng cho cuộc sống của mình. Thì từ những cái ý kiến và cái nội dung chia sẻ thì tôi cũng mong cho mọi người mua được những cái bất động sản coi như an toàn để đảm bảo coi như quyền lợi cho mình. Thì nếu mọi người có những cái thắc mắc hoặc là những cái ý kiến gì có thể để lại cái phần
coi như là ở dưới cái phần comment của cái video này thì chúng tôi sẽ có kịp thời chia sẻ thêm những cái ý kiến, những cái nội dung của mọi người góp ý, và cùng từ những cái kiến thức như vậy thì tôi cũng muốn là mọi người chia sẻ rộng rãi hoặc là đăng ký kênh Mai Tiến Luật để kịp thời xem những cái nội dung mà chúng tôi xây dựng tư vấn về pháp luật ở những cái coi như là video lần sau. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.